Rồi, Đinh Ba Búa xin mến chào 90 triệu bà con nông dân trên toàn thể đất nước nha. Hôm nay mình sẽ test thử con Rubin 2 động cơ, hai bình xăng con, hai máy nha. Và hướng dẫn cho bà con cách sử dụng luôn động cơ hai thì luôn nha. Để mà bà con khởi động một cái máy hai kỳ là bà con phải đóng e nha, đóng e gió. Đầu tiên là phải đóng e gió nha, sau đó bóp vú xăng. Vú xăng là dưới này thì ai cũng biết rồi đúng không? Đóng e gió. Sau đó bà con phải lên hết ga nha. Đây là mình chỉ cho nhiều bà con chưa biết cách sử dụng. Còn nhiều anh em bạn bè, nhiều bạn biết cách xài rồi thì không cần nói nữa. Sẵn tiện mình test luôn cho bà con xem con máy hai động cơ này luôn. Đó là bà con phải đóng e nha. Sau đó bà con phải lên hết ga luôn. Rồi bà con giật nổ cái huỳnh, sau đó thả e xuống nha. Thả e xuống là giật lại nó sẽ nổ. Đó là cách khởi động của động cơ hai thì. Đó, nhiều bà con không có chịu đóng e mà cũng không chịu lên ga nữa. Đó là giật, mà giật đã giật nổ rồi thì phải thả e xuống nha. Chứ không thả e xuống là nó ngộp xăng, nó bí xăng. Hôm nay mình test thử con máy hai động cơ cho bà con xem nha. Chiêm ngưỡng cho con này hả, Đinh Ba Búa mình chuẩn bị gửi về Hà Nội rồi. Gửi giờ cho anh đại gia Hà Nội hốt hàng. Con này nó là động cơ hai máy NVT415. Rồi, mình có một tay, không có tay cầm rồi. Con này nó nổ ngang ngửa chiếc xì bo của mình luôn á, ngang ngửa luôn đó bà con. Động cơ hai máy. Con này mà độ vô xe máy mà chạy thì thôi chứ bá đạo luôn. Này bà con nào muốn phá làng phải sớm giờ tháo cái bô ra. Độ vô xe máy chạy thôi chứ du lịch thiên hạ luôn. Này chạy ngang ngửa vết ngàn luôn bà con. Con này là chống chỉ định cho bà con nào mà muốn đi mua máy mà đừng nghe tiếng máy con này nha. Tại vì khi mà bà con nghe tiếng máy con này nó nổ rồi, mà bà con mà nghe những cái máy hai thì khác là nghe nó chán liền. Tại vì động cơ con này nó nổ nghe nó sướng tai lắm, mà nó nghe nó hú đã lắm. Nên là khi mà bà con nghe tiếng máy con này mà nghe lại tiếng máy của những con máy cắt cỏ khác á, là tiếng nổ của nó sẽ khác nha, nó không có như tiếng máy của con này. Tại vì con này nó nổ cái tiếng của nó hú rú đã lắm. Nhưng mà dòng này là dòng hai máy nha bà con, nên là nó sẽ uống sang hơn thằng một máy. Rồi, con này Đinh Ba Búa mình chỉ là lên để hướng dẫn cho bà con cách khởi động máy thôi nha. Rồi, Đinh Ba Búa xin kết thúc video nha. Con này mình không đã bán rồi nha. Rồi, xin chào và tạm biệt bà con.